Vào tối ngày 9 tháng này, một bé gái tiểu học ở Đào Viên nhìn thấy một búp bê hoạt hình ở làn cấm đỗ trên đường về nhà. Cô bé tưởng đó là đồ chơi bị vứt đi, nhưng trong đó lại có xác của một người đàn ông đã chết nhiều ngày. Cảnh sát đã nhận diện người chết là ông Lâm. Đón xem bộ phim Bobita siêu phàm trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC, VTV Cap.